Con đây là linh mục được Chúa sai đi. Tuy con bất xứng trước tiên lớn cao, Chúa biết con chỉ là khí cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Từ thuở xa xưa, thái dương kia chứa thành kiệt tác. Ngài gọi tên con giữa muôn người phàm trần, cho con say tình yêu Chúa. Và nay con xin đến vâng theo thánh ý Ngài đã sai con. Con đây là linh mục được Chúa sai đi. Tuy con bất xứng trước tiên lớn cao, Chúa biết con chỉ là khí cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Và từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng khánh tướng. Một đời con xin đến với ai nghèo khổ, trông nom chi thể của Chúa, cùng hoa ca chung tiếng tôn vinh, chúc khen Ngài đầy quyền linh. Đã sai con đến muôn phương để làm nhân chứng, chọn niềm trung trinh mãi vững tin vào Ngài, quên đi để được tìm thấy, làm ngọn đuốc chiếu sáng nhân tâm, ướp muối mặn vào trần gian. Con linh mục được Chúa sai đi. Tuy con bất xứng trước tiên lớn cao, Chúa biết con chỉ là khí cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Đời đời về sau khắp nơi khen con thật có phúc, vì Ngài thương con mòn hèn, tâm tư con thật sung sướng, nguyện dâng Chúa đầy sắc thân con với tuổi hồng đầy mộng mơ. Nhiều công việc khác nữa trong năm tới, trên là đại diện.
cha về đây cùng với cha ban tổ chức, con xin được hân hạnh thay lời cho tất cả quý ông bà cố thân chức. Trước hết chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, và thứ hai chúng con xin cảm ơn cha giác tỉnh cùng tất cả quý cha thân phòng thuyết giảng đa minh thuyết giảng của Việt Nam đã thương đến tất cả con cái của chúng con và đã hướng dẫn dạy dỗ con cái chúng con trở nên những tông đồ của Chúa, là những tông đồ rao giảng tin mừng cho Chúa, của Chúa cho tất cả mọi người muốn theo Chúa. Và giờ này chúng con rất hân hạnh được tới tham dự trong thánh lễ của các thần kinh kết mà Chúa đã chọn để làm những tông đồ của Chúa và Chúa đã tuyển chọn. Vậy chúng con xin hết lòng chân thành cảm ơn cha thánh tình, cha đầu tiên cùng tất cả những cha thành trong chồng đang được tuyển chọn. Và cũng xin quý cha luôn luôn đồng hành và hướng dẫn thêm cho tất cả các kiên chức con cái của chúng con trở nên những tông đồ của Chúa rất tốt đẹp mà chúng con trong giáo hội Việt Nam cũng như là và như vậy đó là những lời chúng con chân thành cảm ơn cha cũng như là quý cha. Trong lúc nói chuyện bạn bố thì ngày nghe được cái nhấn đeo vàng này rồi mẹ thấy cái nhấn đeo vàng này đẹp không? Thì bạn bố không nói gì, bạn bố mới khóc một túi ra cái nhấn cưới, bạn bố nói rằng nếu không có cái nhấn cưới của mẹ thì sẽ không có nhấn đeo vàng của con. Thì từ đó cái điều đó cũng đúng với bạn bố này đúng không bạn? Sở dĩ giáo hội có những người con để cùng như thế này là cũng nhờ cái nền tảng giáo dục đạo đức ở nơi sinh bạn bố. Nhờ ông bà cô đạo đức thánh thiện và sẵn sàng hy sinh cho giáo hội thì mới có thể còn đến này. Cho nên giáo hội nói chung rất biết ơn, rất biết ơn các bà cô đào tạo đã huấn luyện cả gia đình rồi cũng là hy sinh và dâng người con đó cho giáo hội. Nghĩa là khi người con đó sẽ tình nghĩa nào đó đến lúc mà có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho gia đình thì cũng có thể cũng lại hơn cho giáo hội. Thì đây là một sự hy sinh lớn, một lần nữa xin tri ân. Cảm ơn bạn rất nhiều, cũng tiếp tục bảo vệ cho các bạn Việt Nam thêm nhiều hơn nữa. Thầy con, có tới 5 người con làm cái này của một người là vui là bác. Thì đó là một người rất đặc biệt, đặc biệt rất đặc biệt. Nó lấy thề trong giáo hội, có lẽ chỉ đến cái đầu ngón tay thôi. Thì đã nói là cái gì mía ngon đánh cả cụ là Thiên Chúa đến gia đình ngon quá thì mọi chị gọi hết bảo ăn. Đấy là một cái hợp rất đặc biệt, xin chúc mừng bà cố.
Nhưng in Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính Cha bề trên giám tình. Kính thưa tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ chủng sinh, quý ông bà cố và toàn thể anh chị em thân mến. Hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng hiệp chung niềm vui với tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Tạ ơn Chúa vì có thêm được 14 anh em gắn bó với con đường nên thánh theo gương thánh Đa Minh trong thiên chức linh mục. Như anh chị em đã biết, chức linh mục thật là cao quý. Nhờ được phong chức thánh, các linh mục lãnh nhận một bí tích in ấn tín đặc biệt khi các ngài được thánh thần sức dầu. Và như thế, các ngài nên giống Chúa Kitô linh mục, đến nỗi có quyền thay mặt Đức Kitô là đầu mà hành động. Vì vậy, linh mục thông phần vào chức tư tế và sứ mạng của giám mục, là cộng sự viên tốt của hàng giám mục. Các ngài được gọi để phục vụ dân Thiên Chúa. Các ngài rao giảng lời Thiên Chúa cho mọi người, cử hành hy tế tạ ơn trong cộng đoàn, chu toàn thừa tác vụ giao hòa và nâng đỡ đối với tín hữu sám hối và bệnh tật. Cũng dâng lên Thiên Chúa Cha mọi nhu cầu và lời nguyện xin của các tín hữu. Các ngài thi hành nhiệm vụ được bề trên giao phó, vừa như người mục tử chăm sóc đàn chiên, vừa như người đồng hành và làm gương sáng trong đức tin và đức mến. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho 14 thầy phó tế đang chuẩn bị lãnh nhận chức linh mục hôm nay được đầy tràn tình yêu và sức mạnh của Người, giúp các thầy luôn biết mở rộng ra với ơn Chúa và biết lắng nghe những nhu cầu của anh chị em tín hữu, để nhờ đó các thầy có thể trở nên những người phục vụ Chúa và cộng đoàn theo như lòng Chúa mong muốn. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho tất cả những ai đã góp phần nuôi dưỡng, đào tạo các thầy nên xứng đáng với chức thánh mà các thầy sắp lãnh nhận. Cách riêng, các ông bà, cha mẹ, các ân sư. Xin Chúa trả công bồi hậu cho quý ân nhân của các thầy và của hội dòng. Giờ đây chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi trước mặt Chúa để xứng đáng tham dự vào cử hành thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã dùng thừa tác vụ linh mục để cai quản dân Chúa. Xin ban cho các phó tế của Hội Thánh Chúa mà hôm nay Chúa thương chọn lên chức linh mục được kiên tâm phục vụ thánh ý Chúa, để họ biết dùng thừa tác vụ và đời sống của mình mà làm vinh danh Chúa trong Đức Kitô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Bấy giờ thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Sion tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiêng, là vườn cây Đức Chúa trồng để làm cho người được vinh hiển. Đó là lời Chúa. Sấm ngôn của Đức Chúa, ngõ cùng Chúa thương tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bề dưới chân con. Sion, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài, giữa lòng địch quân xin Ngài làm bá chủ. Chẳng rút lời rằng muôn thuở còn là thượng tế, theo phẩm chất Men-ki-se-đê. Trong thư thứ hai của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. Anh em thân mến, chính tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi
vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế, từ đây, chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây, chúng tôi không còn biết người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, linh dân Chúa. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp mà thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em Đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Lời khen Chúa. Kính mời cộng đoàn ngồi. Nghi thức truyền chức linh mục. Khởi đầu nghi thức truyền chức linh mục
là việc giới thiệu và tuyển chọn các ứng viên linh mục. Hành động giới thiệu và tuyển chọn này cho thấy việc tiến tới chức linh mục không chỉ do thiện ý của cá nhân, nhưng trước hết là do ơn Chúa kêu gọi qua việc tuyển chọn của cộng đoàn hội thánh. Sau đây, thầy phó tế sẽ gọi tên từng tiến chức linh mục. Xin mời các thầy sắp thụ phong linh mục tiến lên. Thầy Giuse Trần Công Thượng, thầy Giuse Đỗ Huy Hoàng, thầy Giuse Vũ Hải Bằng, thầy Giuse Đỗ Anh Dũng, thầy Đa Minh Nguyễn Ngọc Cảnh, thầy Phaolô Nguyễn Cao Thắng, thầy Martino Vũ Thái Hiệp, thầy Vinh Sơn Nguyễn Trọng Đại, thầy Mikae Phạm Vũ Giang Đình, thầy Giuse Nguyễn Duy Linh, thầy Giuse Hoàng Hải Đăng, thầy An Tôn Nguyễn Thành Chương, thầy Doan Bao Ti Si Ta Nguyễn Tuấn Dũng, thầy Giuse Trần Văn Đông, kính thưa cha, hội thánh mẹ chúng ta xin cha phong chức linh mục cho những anh em này. Cha có biết những người này xứng đáng không? Sau khi tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta và Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi chọn những người này lên chức linh mục. Tạ ơn Chúa. Xin mời các tiến chức trở về chỗ. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe về muối và ánh sáng nằm trong phần bài giảng trên núi trong tin mừng Matthew từ chương 5 đến chương 7. Ở đây, Chúa Giêsu xuất hiện như một môi sen mới. Ngài dạy bảo dân Chúa sống trọn vẹn tinh thần của giao ước Sinai. Sau khi mời gọi các môn đệ sống theo tinh thần của tám mối phúc, Chúa Giêsu đi vào từng hướng dẫn cụ thể để giúp cho các môn đệ nên trọn lành như Cha trên trời là đấng trọn lành. Ở đây Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống như là muối ướp đời, như là ánh sáng thế gian. Chúa nói, chính anh em là muối ướp đời. Chứ Chúa không bảo, thầy là muối ướp đời, thầy là ánh sáng dẫn đường là ương nhiên, thầy làm cho anh em trở nên muối. Và đây Chúa nhắc tới bổn phận của người môn đệ. Chính anh em là muối ướp đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Như chúng ta đã biết, muối được dùng để ướp mặn, để bảo quản thực phẩm và giúp cho khẩu vị được thêm ngon. Và ánh sáng là phương tiện dẫn đường, soi sáng cho con người thấy được vạn vật chung quanh được rõ ràng. Ánh sáng cũng giúp cho muôn vật được tăng trưởng, cả về con người lẫn thiên nhiên nữa. Tuy nhiên,
Bảo quản là giúp cho thực phẩm ở trong điều kiện tốt để con người có thể sử dụng, chứ không phải là bắt thực phẩm ở lì trong trạng thái được bảo quản. Ánh sáng là để giúp soi dẫn đường, mà nếu sử dụng không đúng cách, ngược chiều với tầm nhìn sẽ làm cho người ta bị khó chịu. Tôi cảm nhận điều này một cách rõ nét trong đêm diễn nguyện mừng Kim Khánh giáo phận Ban Mê Thuột. Ban trang trí ánh sáng, họ trang trí theo kiểu cái văn nghệ ở ngoài, và họ bắt những cái đèn pha ngược chiều với khán giả. Cho nên khi diễn đến tiết mục thứ hai thì các đức cha nhắc tôi: "Đức cha Vincent ơi, cái ánh sáng chói mắt quá, nó chiếu thẳng vào mắt của người ngồi ở dưới này." Và tôi có nhắc với anh kỹ thuật thì anh bảo: "Thưa cha, đã programme hết từ đầu đến cuối, chứ bây giờ không thể tắt những cái đèn này được. Ánh sáng ngược chiều làm cho người ta khó chịu và phản tác dụng." Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa nêu lên một câu hỏi làm chúng ta phải suy nghĩ: nhưng muối mầm nhạt đi thì lấy gì mà muối nó mặn lại được? Nó đã thành vô dụng, chỉ còn việc quẳng ra ngoài cho người ta đạp dưới chân thôi. Các bà cố có bao giờ có kinh nghiệm làm muối nhạt chưa? Tôi đã có kinh nghiệm. Các bà cố cứ để những cái muối hầm ở trong cái bịch ni lông hoặc trong cái hũ, mở đừng có đóng, để vài ba tuần nếm lại, nó bắt đầu nó nhạt đi, nó không còn giữ được cái chất liệu của nó nữa. Muối nhạt nghĩa là muối đã biến chất, không còn giữ được đặc tính của mình nữa. Vì thế người ta cũng không biết dùng nó vào việc gì. Nếu không được bảo quản tốt, muối sẽ bị nhạt đi. Đời sống của người mục tử, của người linh mục cũng thế. Được mời gọi và ban cho những ơn cần thiết để trở thành những người mục tử nhân hậu theo lòng Chúa mong ước, để trở nên muối mặn ướp cho trần gian, sống trong tinh thần yêu thương của con cái Chúa. Đa số anh em linh mục luôn nỗ lực sống tinh thần phục vụ cộng đoàn, yêu mến cộng đoàn theo ý Chúa rất tốt đẹp. Anh chị em đã từng có kinh nghiệm mình gặp gỡ những vị mục tử, và qua cái cách Ngài giảng dạy, qua cách Ngài tiếp xúc, mình cảm nhận được đây là một người thuộc về Chúa. Và với người đó, mình sẵn sàng trình bày, chia sẻ những thao thức lo lắng trong đời sống thường ngày, để xin các Ngài một lời khuyên đến từ ánh sáng của Chúa. Anh chị em cũng có thể gặp hoặc nghe nói về một vài vị mục tử mà trong cách sống có thể là một trợ lực trên con đường đến với Chúa. Có những vị mà qua một vài lần gặp gỡ, mình cảm thấy hình như giữa lời nói và việc làm không đi đôi với nhau. Có những người mà mình mới gặp lần đầu, hoặc là mới nghe giảng trong thánh lễ, mình cảm thấy phải dè dặt. Anh chị em đã từng có những kinh nghiệm như thế này. Tình yêu của người mục tử dành cho cộng đoàn, cách riêng là đối với những anh chị em nghèo khó, những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, đó là muối giúp cho cộng đoàn sống theo mẫu gương của Chúa Giêsu. Đồng hành với những người tín hữu trong những lo âu thao thức hàng ngày, để giúp cho người tín hữu nhận ra và can đảm sống theo điều Chúa muốn. Người mục tử chính là ánh sáng dẫn đường. Kinh nghiệm của năm thánh linh mục và năm thánh của lòng thương xót đã giúp cho anh chị em tín hữu và các linh mục cảm nhận sâu sắc về điều này. Và riêng 14 anh em sắp sửa lãnh nhận chức linh mục thân mến, anh em là những người được chọn không những để sống thân mật với Chúa hơn, mà còn là nhân chứng cho tình yêu Chúa ở giữa cuộc đời này. Chúa nói:
ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Là những người chọn Chúa là gia nghiệp, anh em đã được Chúa tuyển chọn và thánh hiến, và Ngài sẽ sai anh em đi khắp cùng thế giới. Anh em sẽ thi hành nhiệm vụ giảng huấn của Chúa Kitô là thầy của chúng ta. Anh em hãy vui mừng lãnh nhận lời Chúa. Anh em hãy đem ra phân phát cho mọi người với tất cả lòng yêu thương, kính trọng. Và anh em hiểu, lời Chúa nuôi dưỡng đời sống đức tin con người. Lời Chúa chữa lành những vết thương của con người. Và lời Chúa luôn luôn được trình bày với tất cả lòng yêu mến và kính trọng. Kính trọng lời Chúa và kính trọng con người. Anh em cũng phải thi hành nhiệm vụ thánh hóa trong Đức Kitô, vì thừa tác vụ của anh em sẽ giúp hoàn thành thánh lễ thiêng liêng của người tín hữu, hiệp cùng lễ tế của Đức Kitô mà tay anh em dâng tiến khi cử hành lễ tế không đổ máu trên bàn thờ. Như lời Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe, anh em là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng anh em mà khuyên dạy. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như nơi mà Ngài bày tỏ khuôn mặt đầy tình yêu thương của Ngài đối với con người. Khi rửa tội quy tụ người ta vào dân Thiên Chúa, khi nhân dân Đức Kitô và Hội Thánh ban phép giải tội, khi sức dầu Thánh nâng đỡ bệnh nhân, khi cử hành các nghi lễ Thánh, khi dâng lời ca ngợi tạ ơn và cầu nguyện trong các giờ kinh phụng vụ, không những thay cho dân Thiên Chúa mà còn thay cho toàn thể thế giới. Những khi ấy, anh em hãy nhớ mình được tuyển chọn giữa loài người và được nhắc lên thay thế họ để lo những công việc thuộc về Thiên Chúa. Dẫu cho anh em có bề trên riêng của mình ở trong hội dầu, nhưng khi thi hành mục vụ giữa lòng dân Chúa, anh em phải biết liên kết với linh mục đoàn địa phương và vâng phục giám mục bản quyền địa phương để tạo nên sự hiệp nhất trong gia đình giáo hội. Dẫu là linh mục dòng hay triều, chúng ta đều là những người chọn Chúa là gia nghiệp, phục vụ Chúa và dân người theo linh đạo của đấng sáng lập và yêu mến dân Chúa theo cách mà Chúa Giêsu đã từng yêu mến. Chúc anh em luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc vì mình được Chúa chọn và mình được hoàn toàn thuộc về Chúa và thuộc về dân người. Xin Chúa chúc lành cho anh em, cho toàn thể hội dòng và cho tất cả bà con cộng đoàn chúng ta. Giờ đây là phần tuyên hứa của các tiến chức. Các ứng viên linh mục sẽ tuyên hứa trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn. Xin mời các tiến chức tiến ra trước Đức Giám mục. Các con thân mến, trước khi lên trước linh mục, các con phải tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận này. Các con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục như là cộng sự viên tốt của hàng giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Các con có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ lời Chúa trong việc rao giảng tin mừng và trình bày đức tin công giáo không? Các con có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong hy tế tạ ơn và bí tích hòa giải không? Các con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền,
phải cầu nguyện mà nài xin lòng thương xót của Chúa cho toàn dân đã được trao phó cho các con không? Các con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Tiếp đến, từng tiến chức tiến đến quỳ trước Đức Giám Mục, hai tay chắp lại và đặt trong tay Đức Giám Mục và được Đức Giám Mục thẩm vấn. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa, con hứa.
Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Giờ đây, trong tâm tình thiết tha khẩn nguyện, chúng ta nài xin các thánh truyền cầu cho các ứng viên chức thánh trong sứ vụ sắp được trao phó. Kính mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng gia tăng ơn thiêng trên các tôi tớ Chúa đây là những kẻ Chúa thương gọi lên chức linh mục. Xin kính mời cộng đoàn quỳ, các ứng viên nằm phụ phục. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Thánh Michael, Thánh Thiên Thần của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Thánh Giuse, cầu cho chúng con. Thánh Gioan Tây Gia, cầu cho chúng con. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cầu cho chúng con. Thánh Andrê, cầu cho chúng con. Thánh Gioan, cầu cho chúng con. Thánh Vasilio, Thánh An Tôn, cầu cho chúng con. Thánh Ma Tino, cầu cho chúng con. Thánh Benedito, cầu cho chúng con. Thánh Francisco và Thánh Đa Minh, Thánh An Bê Tô, cầu cho chúng con. Thánh Tô Ma Quy Nô, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Cà Tà Ri Na, Thánh Si Ê Na, cầu cho chúng con. Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam,
các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Cầu cho chúng con. Xin Chúa tỏ lòng khoan dung. Khói mọi sự dữ. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Khói phạm tội lỗi. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Khói chết muôn đời. Vì mầu nhiệm Chúa làm người. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa chịu chết và sống lại. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống. Con là kẻ có tội. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho các tiên chức, nhờ ơn phép rửa tội được tái sinh. Xin Chúa đoái thương chúc lành thánh hoa và gìn giữ các tiên chức này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Giêsu con Thiên Chúa hằng sống. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhậm lời chúng con. Chúa chúng con này xin Chúa nhận lời chúng con mà đổ tràn ơn phúc Chúa Thánh Thần và ơn chức linh mục trên các tôi tớ Chúa đây. Hầu những người chúng con dâng lên cho Chúa nhân từ để được thánh hiến sẽ luôn luôn được Chúa rộng tay ban ơn che chở. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Các tín chức đứng. Sau đây là nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức thánh. Nghi thức này bao gồm việc đặt tay và lời nguyện phong chức. Từng tín chức sẽ đến quỳ trước Đức Giám Mục. Ngài thinh lặng đặt tay trên từng người.
Giờ đây, kính mời linh mục Đoàn theo sự hướng dẫn của các thầy lên đặt tay, bày tỏ sự hiệp thông trong chức linh mục. Kính mời cộng đoàn đứng hiệp ý với Đức Giám mục trong lời nguyện phong chức. Lạy Chúa là Cha chi thân, xin nhầm lời chúng con. Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là Đấng tạo dựng phẩm giá con người và là Đấng ban phát mọi ơn. Nhờ Cha mà muôn loài tiến triển, nhờ Cha mà muôn loài quyên vượng. Để hình thành một dân tư tế, Cha nhờ sức mạnh Thánh Thần xếp đặt các thừa tác viên của Đức Kitô, con Cha, ở những phẩm hạng khác nhau trong cùng một chức thánh. Ngay ở thời Cựu Ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích. Vì khi Cha đặt Môi-sên và A-a-rôn cai trị và thánh hóa dân chúng, Cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ công việc của các ông. Vì vậy, trong sa mạc, Cha đã phân phát thần khí của Môi-sen cho 70 người có trí thông minh, để khi dùng họ phù giúp, các ông có thể cai trị dân Cha một cách dễ dàng.
Cũng vậy, cha đã thông ban sự sung mãn của A-a-rôn cho con cháu ông, để chức tư tế theo lề luật có đủ người dâng các hy lễ nhà tam là hình bóng về những hồng ân sau này. Nhưng vào thời sau hết, lạy cha chí thánh, cha đã sai đến thế gian con cha là Đức Giê-xu. Người là vị sứ giả và là đấng thượng tế của hội thánh chúng con. Người đã trở thành thánh thần, người đã nhờ thánh thần mà dâng lên cha chính mình làm hy lễ vẹn sạch. Người đã cho các tông đồ của người tham dự vào sứ mạng của người, sau khi họ đã được thánh hóa trong chân lý. Và cha đã ban thêm cho họ những cộng sự viên để rao giảng và thi hành công cuộc cứu độ khắp cả trần gian. Giờ đây lạy cha, chúng con nài xin cha cũng thương ban cho con người yếu đuối của chúng con được những người này để trợ giúp, vì chúng con cần có những người này để chu toàn chức tư tế tông truyền. Xin quý cha đồng tế đặt tay phải về hướng các tiên chức. Lạy cha toàn năng, chúng con nài xin cha ban chức linh mục cho các tôi tớ cha đây. Xin cha đổi mới thần trí thánh hóa trong lòng các thầy, cho các thầy biết chu toàn chức nhị phẩm được từ nơi cha, và cho các thầy biết cải thiện phong hóa thế gian bằng gương sáng đời sống của mình. Xin cho các thầy trở nên các cộng sự viên tốt của hàng giám mục chúng con, để lời tin mừng do các thầy rao giảng nhờ ơn thánh thần sinh hoa kết quả trong lòng người ta và vang dội đến tận cùng trái đất. Xin cho các thầy cùng với chúng con trở nên các người trung thành phân phát các mầu nhiệm của Chúa, để dân cha được đổi mới nhờ phép rửa tái sinh, được bổ dưỡng nơi bàn thờ, và để tội nhân được giao hòa cũng như bệnh nhân được giúp đỡ. Lạy cha, xin cho các thầy biết liên kết với chúng con để khẩn cầu lòng thương xót của cha cho đoàn dân đã được trao phó cho các thầy cũng như cho toàn thế giới. Như vậy, cộng đoàn các dân tộc được tập hợp lại trong Đức Kitô trở thành một dân duy nhất của cha, được kiện toàn trong nước cha. Nhờ Đức Giêsu Kitô con cha Chúa chúng con, đấng hằng sống hằng trì với cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi, các tiến chức đứng. Tiếp đến là nghi thức mặc lễ phục, sức dầu lòng bàn tay và trao bánh rượu. Giờ đây, các tân chức sẽ thay dây phó tế và mặc lễ phục linh mục. Tân chức sẽ nhận lễ phục từ phía ông bà cố và gia đình. Lạy Chúa, thân phận con là đầy tớ vô duyên, yêu thương Chúa con không ngại chông gai, vác thánh giá đi khắp nẻo đường dài. Thánh chương con nhận. Xin các cha đã được chỉ định tiến lên giúp các tân chức mặc lễ phục. Nhưng Chúa ơi, giúp
giúp con trong lời nguyện hằng ngày. Màu áo rồng thủy chung suốt đời Giờ đây, từng tân chức sẽ được Đức Giám Mục xích dầu lòng bàn tay và trao chén thánh, để từ đây các ngài được thánh hiến cho Thiên Chúa và phục vụ dân Chúa qua việc cử hành phụng vụ và các bí tích. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh, gìn giữ
con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Kitô đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng mà Chúa Cha đã dùng sức dầu bằng thánh thần và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện
và gặp người sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, lo theo điều con thực hiện và gặp đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, lo theo điều con thực hiện và gặp đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, lo theo điều con thực hiện và gặp đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lấy lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Giờ đây, kính mời các linh mục đại diện cho linh mục đoàn sẽ hôn chúc bình an cho các tân chức. Thank you.
Nghi thức trao tác vụ linh mục đến đây là kết thúc. Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nêu lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa đã muốn các linh mục của Chúa phục vụ bàn thờ và dân Chúa. Xin Chúa thương nhờ giá trị của hy lễ này làm cho việc phục vụ của các tôi tớ Chúa luôn đẹp lòng Chúa và có thể đem lại hiệu quả tồn tại mãi trong hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được sinh đang hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô chúng con, Đức Giám Mục Giuse phụ ta, Đức Giám Mục Vinh Sơn chủ tế. Xin Cha nhớ đến những người tôi tớ Cha là những linh mục mà hôm nay Cha đã muốn ban cho hội thánh, cũng như nhớ đến toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, Thánh Phụ Đa Minh, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, được Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nhờ chúng con như chúng con cũng tha để có nợ chúng con. Xin chớ để lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được làm nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
trọn cuộc sống của con, để đời con dõi bước theo Ngài, sống chết cho Ngài, hiến dâng trọn đời. Thánh giá Ngài đường hướng đời con, những lần con đau thương đắng cay, thánh giá của Ngài thấm sáng tâm tư. Thank you.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho của lễ thánh mà chúng con vừa hiến dâng và lãnh nhận ban sức sống cho các linh mục và mọi tôi tớ Chúa, để khi được liên kết với Chúa bằng tình yêu vĩnh cửu, họ xứng đáng phụng thờ Chúa uy linh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn an tọa. Sau đây, thay mặt cho tỉnh dòng Đa Minh và các tân chức, Cha giám tỉnh ngỏ lời tri ân Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn. Trọng kính Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, con xin đại diện cho tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam rất chân thành tri ân Đức Cha đã thánh hiến và trao tác vụ linh mục cho 14 tân chức của chúng con hôm nay. Có thêm nhiều thợ gạt trong cánh đồng truyền giáo là niềm vui và mong ước của mẹ giáo hội, cũng là niềm vui và mong ước của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Và hôm nay chính Đức Cha đã đem đến niềm vui đó cho chúng con. Chúng con có xin cảm ơn Đức Cha đã tín nhiệm và tạo điều kiện cho anh em Đa Minh chúng con được góp phần loan báo tin mừng trong giáo phận của Đức Cha. Để tỏ lòng biết ơn, chúng con xin dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm do một tân chức dâng lên Đức Cha. Xin Đức Cha thương tình đón nhận. Sau đây con xin phép Đức Cha cho con được nói đôi lời với các ông bà cố. Kính thưa ông bà cố và thân nhân của các tân chức, khi ông Abraham vâng lời Chúa và sát tế Isaac cho Chúa, thì Đức Chúa đã phán với ông Abraham: vì ngươi đã vâng lời ta và đã sẵn sàng sát tế đứa con trai duy nhất cho ta, nên ta sẽ chúc phúc cho ngươi. Và hôm nay Chúa cũng nói như vậy với ông bà cố của các tân chức: vì các ngươi đã không ngần ngại dâng những người con để phục vụ giáo hội, nên ta chúc phúc cho các ngươi. Và ơn phúc đặc biệt Chúa ban cho ông bà cố hôm nay chính là những người con linh mục của các ông bà cố. Không phải gia đình nào cũng được cái vinh dự đó. Có thể nói 100, 1000 gia đình mới có một gia đình có người con làm linh mục. Xin thay mặt tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam cảm ơn và chúc mừng ông bà cố đã dâng hiến người con thân yêu cho Chúa để phục vụ giáo hội. Xin Chúa tiếp tục chúc phúc và ban ơn cho ông bà cố và thân nhân sức khỏe, niềm vui và thật nhiều ơn Chúa. Sau bài hát kết lễ, kính mời Đức Cha và Quý Cha chụp chung với các tân chức tấm hình lưu niệm ở phía trước cung thánh. Giờ đây, xin mời cộng đoàn đứng để lãnh nhận phép lành trọng thể. Mời các tân chức quỳ. Chúa ở cùng anh chị em, hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa là đấng thiết lập và cai quản hội thánh, dùng ân sủng của Người mà không ngừng bảo vệ các con, để các con trung thành chu toàn các nhiệm vụ của chức linh mục.
Chính Người đã làm cho các con trở nên tôi tớ và chứng nhân phục vụ tình yêu và chân lý của Người trong thế gian, và nên thừa tác viên trung thành thực hiện việc giao hòa. Người cũng làm cho các con trở nên các mục từ chân chính, phân phát bánh thánh và lời hằng sống cho các tín hữu, để họ tăng trưởng hơn trong sự hiệp nhất của thân thể Đức Kitô. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Đời niềm vui xin dâng trái tim nồng ấm, dâng một tình yêu bao nhiêu cũng không vừa. Tình yêu xin nhận tình yêu thánh giá, tình quá đau buồn sẽ nở nụ hồng, tình trao đi hoài, tình mãi ngút đầy, vì Chúa là nguồn tình yêu.